mối quan hệ này thực sự kết thúc hay chưa? Dành cho những bạn đang thắc mắc không biết mối quan hệ của mình đã đang đi đến đâu rồi và có kết quả sau này hoặc có trở ngại gì trong hành trình tiến tới tình yêu, tiến tới mối quan hệ cam kết hay không. Và đây là trải bài chung và mình chỉ nói theo thông điệp của lá bài chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Hy vọng các bạn lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình. Bạn như thế nào thì bạn sẽ tự hiểu ha. Và sau đây mình sẽ kết nối năng lượng với trải bài. Xin trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Mối quan hệ này đã kết thúc hay chưa? Và xin kết nối năng lượng với các bạn đã xem tụ bài này. Và trong tụ bài này chúng ta sẽ có 3 lá và mình lấy ra ngẫu nhiên. Đầu tiên các bạn sẽ có lá 5 ly. Lá bài thứ 2 10 tiền. Và lá bài cuối cùng là lá bài Hermit, người đi tìm chân lý. Khi mà lá bài 5 ly này xuất hiện, nó cho thấy vấn đề chủ yếu là tình cảm, chứ không phải về vật chất hay tài chính. Có một khoảng thời gian các bạn bị cuốn vào quá khứ đến mức các bạn hoàn toàn không có khả năng bước tiếp. Tuy nhiên lá bài này ra ngược, do đó cho thấy là cái khoảng thời gian này bạn đã phục hồi đáng kể từ những cái hối tiếc, cũng như biết chấp nhận đúng đắn nhất về quá khứ của mình. Bạn đang bắt đầu nhận ra tất cả ý nghĩa của hành động của mình khi xưa, và cuối cùng bạn cũng thấy được bài học để học từ những trải nghiệm đau buồn đó. Bây giờ bạn thấy cái trải nghiệm đau đớn á, để mình biết là trong tương lai mình sẽ làm mọi thứ tốt hơn. Bạn cũng thấy đau khổ hay đau buồn bạn chịu đựng á, đã cho bạn sức mạnh và truyền cảm hứng cho bạn kiên cường hơn rất là nhiều. Bạn sẵn sàng cầm lấy 2 cái cốc còn lại để bạn tiếp tục cuộc sống của mình một cách mạnh mẽ nhất. Nếu bạn chia tay đã lâu thì đây là lúc các bạn buông bỏ những đau khổ, những cái quá khứ mà biết tiến lên. Nhưng mà những ai mà vừa mới chia tay á, thì đây là một hình ảnh mang một cái thông điệp mong muốn các bạn thúc đẩy chấp nhận những gì đã xảy ra và làm hòa với nó. Khi mà bạn biết chấp nhận sống ở hiện tại, tìm lấy niềm tin của mình, khép lại những cái gì trong quá khứ, thì mới có cơ hội tình yêu mới xuất hiện, sự sống mới xuất hiện trở lại với các bạn. Bởi vì mình không thể sống mãi trong quá khứ được các bạn ơi. Và thông điệp lá bài mong bạn cũng buồn buồn ít ít thôi. Bởi vì mình phải cho mình có thời gian nè, để mình còn tìm thấy hạnh phúc thêm một lần nữa. Chứ buồn hoài là không có mối quan hệ nào bước vào rồi nha các bạn. Nếu như các bạn hiện tại trong ở mối quan hệ á, thì cho thấy cái mối quan hệ các bạn vừa trải qua một giai đoạn căng thẳng. Thông điệp mong rằng các bạn và người yêu của mình sẽ có những các cuộc thảo luận cần thiết để cho cả hai cảm thấy được thấu hiểu và lắng nghe. Cố gắng không suy nghĩ về những tổn thương và oán giận trong quá khứ. Cả hai nên nhìn vào tương lai, những gì mà hai bạn có thể thay đổi thay vì những cái gì mà các bạn không thể thay đổi được. Hãy tập trung vào điều tích cực nha các bạn. Và lá bài thứ 2 sẽ là vấn đề trọng tâm để dẫn đến cuộc mối quan hệ các bạn theo một hướng nào đó. Thì đây chúng ta có lá bài 10 gậy ra ngược. Mối quan hệ của các bạn đang thực sự là gánh nặng bởi cả hai, bởi do những cái tiểu tiết không cần thiết trong đời sống tình cảm. Khi mà các bạn cứ nhìn xung quanh không à, bạn xem những cái thứ làm phiền từ những cái việc ngoài chứ không phải là chính cả hai gây ra. Bởi vì khi mà bạn tập trung vào những điều không tích cực thì chắc chắn điều tiêu cực sẽ xảy ra với các bạn. Bản thân các bạn, bạn và họ nên tìm cách khắc phục, dứt bỏ những cái tiêu cực đó để giúp cho tình yêu của bạn được tự do, từ suy nghĩ nhất tỉnh táo. Đừng để cho những cái tác động bên ngoài ảnh hưởng đến các bạn nữa. Hãy làm bất cứ điều gì tăng thêm giá trị cho tình cảm của cả hai, để cho hai bạn có thời gian dành với nhau, chứ không phải là dành thời gian để giải quyết những vấn đề tiêu cực của xã hội, của những người khác mang lại. Vấn đề chính mối quan hệ của hai bạn là có thể là hai bạn đã từng cùng vượt qua những gánh nặng trong cuộc sống, nhưng mà một trong hai vẫn cảm thấy là rất là khó chịu và cảm thấy bị tổn thương rất là nhiều. Bởi vì gánh nặng không được chia sẻ, tức là một trong hai bạn có người là cho nhiều quá mà không nhận được gì hết, cảm thấy bực bội, rồi thấy người kia cứ thờ ơ, rồi đâm ra mình cứ phàn nàn phán xét họ.
điều này sẽ dẫn đến cái mối quan hệ các bạn xấu đi rất là nhiều luôn. Thay vì các bạn tập trung phối hợp cùng nhau, và có dấu hiệu là một người có thể dồn hết trách nhiệm cũng như tất cả mọi thứ hết để cho người kia ở không, có thể lý lẽ yêu đương rất là tốt, và một trong hai bạn tin là cái điều đó là bảo vệ cái người kia thoát khỏi căng thẳng. Mà các bạn cũng tệ hơn nữa là có thể các bạn nghĩ cái người kia không thể làm được gì hết, có thể giúp đỡ bạn. Lúc này là các bạn đang bị thế gánh gồng rất là nhiều nếu như các bạn ôm đồm tất cả mọi việc. Nếu như là bạn thì bạn phải tin tưởng đối tác, phải giao cho họ có cơ hội để giúp mình. Bởi vì khi mình yêu một ai đó, bạn muốn thấy họ được hạnh phúc, họ cũng muốn thấy bạn được hạnh phúc, họ muốn giúp đỡ và san sẻ với các bạn. Chứ không phải mình gánh hết tất cả mọi việc là mình chứng tỏ tình yêu mình đâu các bạn. Đây là điều sai lầm nhất trong tình cảm, các bạn phải cần chú ý. Việc cân bằng giữa cho và nhận thì lúc nào cũng phải cần được duy trì trong mối quan hệ tình cảm và tất cả các mối quan hệ trong xã hội này. Bởi vì có khi mà có cho và nhận như vậy, chúng ta mới có tạo giá trị và sự gắn kết. Khi bạn cho hoài tới lúc mà bạn không cho nữa thì người ta sẽ đâm ra tâm lý chán ghét hờn trách các bạn. Mà khi mà các bạn cứ nhận hoài thì bạn cũng mắc cỡ, bạn tự ti thấy mình vô dụng quá thì cũng không được. Bởi vì mối quan hệ cần sự cân bằng, cả hai phải ngang bằng nhau thì mới có thể thương nhau được. Một bên mà cao quá, bên thấp quá, chắc chắn mối quan hệ sẽ gãy đổ thôi các bạn. Đơn giản bây giờ cứ xác định lại cái việc nào mình cảm thấy mình cứ cho đi hay mình ôm đồm quá, các bạn san sẻ với họ đi. Bởi vì mình có thể cho họ giúp đỡ các bạn. Đây là cái quá trình mình phải để cho mình giải phóng ra khỏi những trách nhiệm. Bởi vì cái trách nhiệm nặng nề quá khiến các bạn mệt mỏi, và tình yêu chúng ta đi đến hồi kết là do một bên rất là mệt mỏi trong mối quan hệ này rồi. Thật sự cái bên kia họ cũng muốn giúp các bạn lắm, tại các bạn không cho, riết rồi họ làm biếng, rồi họ thờ ơ với các bạn mà thôi, chứ không có gì hết. Đây là lúc các bạn phải nên đơn giản hóa cuộc sống của mình, tránh ôm đồm tất cả mọi chuyện. Hãy tận hưởng sự nhẹ nhàng, bởi vì sự nhẹ nhàng, thư giãn giúp bạn rất nhiều trong giai đoạn này. Và lá bài thứ 3 sẽ đại diện cho mối quan hệ các bạn đã thực sự kết thúc hay chưa. Ở đây các bạn có lá bài một đạo sĩ ẩn dật. Khi mà ẩn sĩ này xuất hiện trong trải bài các bạn thì một trong hai đang ở trong tình huống muốn ở một mình. Thật sự không có gì sai khi các bạn ở một mình hết trơn á. Tuy nhiên cái khả năng các bạn ở một mình ẩn dật vậy á sẽ gây hại cho cả bạn và cho cả người ấy nữa. Có thể bạn đang tiến về phía trước với mục tiêu cao cả hơn là tìm kiếm sự thật ở bên trong mình hoặc người đó. Nhưng mà cái con đường đi tìm kiếm này á chứa đầy sự nguy hiểm lớn rất là nhiều. Bởi vì cái việc mà các bạn đi tìm cái mục đích lớn lao thì nó cũng quan trọng lắm. Nhưng bên cạnh đó nó sẽ dẫn cho các bạn là một cái sự hờ ơ vô tâm, ẩn nấp. Bởi vì cái gì đó bạn bị lạc trong cái thế giới mộng mơ của mình rất là nhiều rồi. Mắc kẹt vì trong đó quá lâu rồi, bạn không có học cách cân bằng mọi thứ để cho mối quan hệ các bạn bị chôn vùi. Nên giờ các bạn mới vào xem trải bài hỏi mối quan hệ này kết thúc hay chưa. Mối quan hệ kết thúc hay không là do các bạn có chịu liên kết với họ hay không mới quan trọng. Bởi bây giờ tất cả mọi việc mình cần là cần chuẩn bị đi tìm hiểu tận cùng cái câu hỏi tại sao bạn bị lo lắng trong mối quan hệ một thời gian quá dài rồi. Việc phải tìm kiếm và phải thực hiện làm sao để cho mối quan hệ được tốt đẹp hơn là các điều bạn phải suy nghĩ đến. Thay vì cứ hỏi tại sao người ta không đối xử tốt với mình, tại sao người ta không lãng mạn với mình, thì bây giờ mình phải tìm ra câu hỏi là làm sao để cho người ấy tốt hơn với mình, làm sao cho người ấy muốn ở gần mình, làm sao cho mối quan hệ được lãng mạn hơn. Đây là cái điều bạn cần phải tìm đặt câu hỏi cho chính cái hành động, chứ không phải là hỏi lý do. Cái lý do nó khiến cho cái việc tiêu cực dẫn đến cái mối quan hệ các bạn kết thúc thôi. Còn khi bạn hành động tìm được cái giải pháp, chắc chắn sẽ đưa bạn đến gần với người yêu của mình. Có dấu hiệu là hình như các bạn đang muốn im lặng hay sao, và bạn khởi xướng đó. Mà lại bạn muốn cái thời gian này bạn tập trung vào những cái việc khác, mục tiêu của mình, mà không muốn cái gì từ đối tác của bạn hết. Ủa tại sao vậy ta? Tự nhiên hỏi mình là mối quan hệ này kết thúc hay chưa là bạn có quan tâm á. Khi bạn quan tâm như vậy á, nó sẽ giúp các bạn nhiều hơn.
Thay vì để cho cả hai bị cô đơn trong mối quan hệ, tại sao chúng ta không bất chấp, chúng ta tự tìm, tiến tới mạnh mẽ nhất để cho thấy là cả hai được kết nối trở lại. Bởi vì khi mà cái động lực này phát triển thì mới giúp cho các bạn tiến lại với nhau mà thôi. Mối quan hệ này thực sự kết thúc hay chưa là nằm ở bạn rất là nhiều. Mình mong là bạn phải kết nối lại với người này, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhiều hơn. Đừng có phán xét nữa các bạn, đừng có tập trung vào công việc nữa. Tập trung vào tình yêu thì mới có tình yêu nha các bạn ơi. Và có dấu hiệu hình như là một trong hai bạn bị cô lập. Một người thì muốn ở một mình, rút lui khỏi mối quan hệ, trong khi người kia muốn nắm chặt cái mối quan hệ. Bạn cần phải tôn trọng cái yêu cầu về không gian của nhau, nhưng mà phải để ở đó để hỗ trợ khi thích hợp. Cũng cho ở một mình, nhưng mà đôi khi mình cũng phải linh hoạt với các bạn. Bởi vì ý tưởng ở một mình rất là khó khăn và không có đúng trong cái thời điểm này. Nên bạn phải nên làm bằng mọi cách để cho khả năng bạn và họ ở bên nhau, bất chấp những thách thức của mối quan hệ. Không ai muốn hai bạn phải xa nhau hết nữa. Còn quá sớm đi xa nhau các bạn, bởi vì lá bài này vẫn mong muốn các bạn sẽ còn giải quyết được với nhau. Thật ra là bây giờ là phải tìm cách để sẵn sàng khám phá kết nối trở lại nha các bạn ơi. Lá bài thông điệp muốn các bạn phải làm chuyện đó đó. Và câu trả lời cho câu hỏi là mối quan hệ đã kết thúc hay chưa, thì nó trả lời là chưa. Bởi vì nó ra ngược may mắn cho các bạn, nó bằng cả đứng một cái là coi như là hai bạn đứt rồi. Tiếp theo mình xin kết nối năng lượng, xin một thông điệp từ cái trải bài Oso muốn gửi đến các bạn là gì. Xin kết nối năng lượng với trải bài và các bạn có lá bài cường độ. Đây là một lá bài thể hiện cho khoảnh khắc hiện tại. Bởi vì chúng ta không thể sống ở quá khứ hay tương lai. Cái khoảnh khắc duy nhất để biết mình còn sống, biết mình còn yêu thương, chính là cái khoảnh khắc hiện tại. Nó chỉ có duy nhất thôi các bạn. Bởi mà khi bạn hành động ra những cái, biết được cái cường độ của cuộc sống này, bạn nhận thấy là những cái việc xung quanh các bạn, những cái điều nhỏ nhặt nhất cũng là sẽ đem đến niềm vui cho các bạn, sự sảng khoái nhờ cái sự hiện diện của vạn vật trên thế giới này. Thay vì những cái cảm giác sợ hãi lo lắng, nó sẽ khiến bạn trở thành lu mờ. Bây giờ là lúc bạn thấy là mọi việc hãy để cho nó tiến lên về phía trước. Hãy coi tất cả những lời hay những gì đó sẽ khiến cho các bạn phát triển. Bạn phải tìm một cái gì đó của riêng bạn. Bạn không phải là người theo sau một kẻ bắt chước, mà phải là một cá nhân thực sự. Bạn biết mình cần gì hay cách riêng của mình. Khi bạn biết được bản thân mình có một cái tôi mạnh mẽ đó, là lúc bạn phải để cho mình phát triển nhất có thể. Lúc mà chúng ta sống ở hiện tại là điều chúng ta phải cần. Và điều chúng ta cần là cần phải biết người đó là cái người cần bạn phải yêu thương, là mình phải yêu thương. Chứ đừng có mơ mộng về quá khứ, cũng đừng mơ tưởng về tương lai. Đây là cái điều mà lá bài mong muốn các bạn phải hiểu được rằng bạn phải xác định là bạn muốn gì và cần gì. Bởi vì bạn không cần phải tin vào ai hết. Đơn giản là cái cuộc sống này, tình yêu này chính là cái điều bạn thấy cái người đó, bạn tin là bạn tin, bạn yêu là bạn yêu, không cần phải ai nói gì hết. Đây là cái điều mà thông điệp muốn các bạn phải hiểu. Và mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình.
xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.